Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các khách hàng của Hoàng Yến Store. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà cái set serum rất là hot và đình đám ở bên Hàn Quốc ha. Và cái set này được sản xuất cho người Hàn Quốc sử dụng, hay còn gọi là hàng nội địa Hàn. Do đó mà nó đang được trợ giá rất là tốt cho những cái người dân của Hàn Quốc. Vì vậy mà chỉ có những các bạn giống như là sắp tay về thì mới có sản phẩm này thôi. Chứ thực chất là không có một công ty nào nhập được cái sản phẩm này cả. Và đây là hàng sắp tay về nha mọi người nha. Và nó đang có giá rất là ưu đãi, rất là mềm luôn. Một chai như thế này có 30ml và hai chai được 60ml. Bình thường mình bán cỡ mà 60ml như thế này thì giá rất là cao, hơn 300 rồi. Nhưng cái set này thì rất là mềm. Và mọi người muốn sử dụng serum vàng chất lượng Hàn Quốc đỉnh cao thì nên hốt cái serum này nha. Thực sự là mình bán rất là nhiều luôn. Và hôm nay để còn có bao nhiêu đây để quay cho mọi người thôi. Vì cái hôm về hàng là khách đã đặt mình rất là nhiều rồi. Đây là cái set serum rất là hot và đình đám của Hàn Quốc. Nói chung là dân của Hàn Quốc săn lùng cái serum này để sử dụng rất là nhiều. Và đây là serum vàng 24K luôn nha cả nhà. Và đây là một sản phẩm giúp căng bóng da mặt, không cần make up mà da vẫn đẹp, luôn mịn màng và căng bóng, làm sáng mịn hồng hào và hỗ trợ tái tạo da ha. Sản phẩm được tạo từ tinh chất collagen, dịch nhầy, ốc sên và lá vàng mỏng 24K, sẽ nuôi dưỡng và làm trắng da, phục hồi sẹo do mụn để lại nha. Và thực sự trên bản thân của mình cũng đã test thử những cái dòng serum này rồi nha cả nhà. Mọi người để ý, nếu chúng ta có một cái vết thâm gì đó mà chúng ta mới xuất hiện, sau khi mọi người sử dụng serum thì những cái vết thâm đó nó sẽ nhanh phục hồi hơn so với việc là chúng ta không sử dụng serum nha. Hôm nọ thì mình có bị bỏng, một cái vết bỏng ở trên da, ở ngay chân khi mà mình bị bỏng vô đó cả nhà. Và trước đây khi mà mình không sử dụng serum cho cái vùng da đó, mình đã từng bị bỏng rất là nhiều lần rồi. Và những cái lần trước thì mình thường mua những cái thuốc ở nhà thuốc Tây đó, và mình thoa lên cái vết bỏng đó, thì sau khi vết bỏng lành nó sẽ để lại một cái vết thâm đen rất là ghê luôn. Nhưng khi mà mới đây mình mới bị bỏng cách đây khoảng 2-3 tuần, thì sau khi mình thoa cái serum thì cái phần vết bỏng đó sau khi nó khô và để lại cái mài tróc ra rồi á, thì cái vết thâm đó còn rất là mờ nha cả nhà nha. Thì thực sự bản thân của mình đã trải nghiệm như vậy. Do đó mình cảm thấy rằng khi chúng ta sử dụng serum cho da của chúng ta thì nó tái tạo và phục hồi da chúng ta rất là tốt luôn nha cả nhà nha. Mình khẳng định cái điều này đối với serum Hàn Quốc ha. Mình sẽ mở cho mọi người xem bên trong. Đây là cái set serum vàng ở bên trong. Và một cái chai như thế này là 30ml nha. Mọi người có thể thấy nó rất óng ánh, rất là đẹp luôn. Và trên chai như thế này sẽ ghi rất là rõ nè. Đó, 30ml, đồng thời sẽ ghi date của sản phẩm luôn nè. Ngày 15 tháng 12 năm 2022 mới hết hạn sử dụng nha. Và cái serum này nó thơm cực kỳ luôn nha mọi người, rất là thơm. Đó. Khi mà mọi người muốn mua hàng chính hãng thì cả nhà nên lựa chọn những cái shop bán hàng uy tín và có sản phẩm sẵn như thế này. Đừng có ham đi mua những cái shop mà nó chuyên giả bộ là sale shop rồi này nọ á, thì thường là nó không có hàng sẵn đâu mọi người, và nó ăn cắp hình của những cái shop bán hàng chính hãng, sau đó thì nó up lên tường của mọi người của nó, và mọi người khi vào thì chỉ được thấy hình thôi chứ không thể thấy clip được. Còn nếu mà có clip thì cũng là ăn cắp clip của những cái shop bán hàng chính hãng, cho nên mọi người phải cẩn thận vấn đề này. Mình nhắc mọi người rất là nhiều lần rồi và mình mong rằng cả nhà không bị dính hàng nhái, hàng đều nữa. Tại vì hôm nay cũng có 2-3 khách gọi điện cho mình và họ mua nhầm hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc rất là nhiều trên thị trường luôn, và họ mua toàn là hàng giả thôi. Cho nên mọi người cẩn thận nha, tiền mình mất nhưng mà tật mang đó. Và mọi người nhớ theo dõi những cái shop mà nó có hàng sẵn như thế này, đừng nên mua ở những cái shop mà nó chỉ để hình ảnh ở trên đó thôi, vì hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và từ cái shop này có thể ăn cắp hình của shop khác. Cho nên những cái clip mà được quay rất là kỹ và được chèn số điện thoại như thế này thì bọn nó không có ăn cắp được, vì vậy mà mọi người nên cẩn thận ha. Đây là shop của mình và có hàng chính hãng, hàng sẵn, hàng luôn luôn sẵn, cho nên mọi người có thể yên tâm. Khi giao hàng cho mọi người thì là hàng mình quay như thế nào thì mọi người sẽ nhận hàng như thế đó. Và shop của mình bán hàng cực kỳ uy tín nha mọi người,
không gạt, không lừa khách một tí xíu nào hết ạ. Và đây một set sẽ có hai chai như thế này nha. Các bạn muốn mua serum vàng hàng nội địa Nhật thì liên hệ với mình. Giá cực kỳ là mềm luôn và hiện tại đang có giá rất là tốt, cho nên mọi người nhanh chóng đặt hàng đi ha. Nếu không thì sẽ hết hàng, đợi cũng khá là lâu ạ. Xin chào các bạn.